đúng rồi, hình Đấy, chơi chơi quá. chui đi chị, chị lau nước mắt đi, lau bớt đi, tội quá. Em tức phải em khóc Sao tức chị ơi, vợ đi vợ theo đi theo chồng, trai nè, vợ đi theo bà có trai, nhớ không chồng em đi nữa theo còn trai, trời ơi, đàn đáng chồng gì đó. chồng với theo gái luôn đúng không, Dạ chồng với theo gái thương yeah. quá trời thương luôn, trời ơi, Giờ này kiệm được về chị hút cho hết sư quạch hết đi, tội quá. bỏ luôn đi chứ tay gì Còn hình thấp một xíu chị, thấp xuống đưa dưới được, cằm. thì đưa được Bà ngực kia này, mà bỏ nó cho đỡ mỏi tay này. được Nào kỹ gì rồi rồi chị được rồi rồi được rồi, cầm bỏ hình đỡ đẹp mỏi tay đẹp này. vào rồi. Chị cho hỏi chị nhiêu tuổi rồi? Em bốn chị bốn bốn em kêu bằng em đi, em bốn bốn tuổi. 44 hả? Dạ 44 thì cũng ăn em có cũng cháu nội rồi, có chấm lội luôn hả? dạ Rồi cháu nội được 7 tuổi rồi. rồi, ok rồi rồi. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các câu chuyện phải đã xảy ra vô cùng đau lòng. Hiện nay thì một chị gái tiếp tục vào buổi sáng nay về đây khóc, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương phải nói là nghe rất xúc động. Câu chuyện phải nói rất thương một người chồng của mình đang chung sống rất nhiều năm qua, hiện nay thì gọi là một ông nội, gọi là một ông nội bây giờ đang theo gái. Và thực sự câu chuyện là nhìn chị rất tội quá. Rồi xin phép chào chị nha. Ừ, chị hãy cố gắng hết sức để bình tĩnh chị nhé. Rồi chị cho phép cho em hỏi là chị họ tên đầy đủ là gì chị? Em tên là Phạm Thị Oanh. Phạm Thị Oanh nha. Dạ. Chị Oanh năm nay nhiêu tuổi là chị Oanh? Em năm nay em 44 tuổi. 44 là chị Oanh, cầm hình thấp lên một xíu xíu. Rồi ok rồi, đẹp rồi. Chị nguyên nguyên quán ở đâu chị Oanh? Quê quán ở ở mà Quê ở đâu, tỉnh nào? tỉnh An Giang. Từ An Giang về Bình Dương đúng không? Dạ. Chị Oanh được mấy người con Được rồi? một người con trai. Một người con trai duy nhất. Hôm nay Dạ. chị về mấy con trai hay đi một mình? Em đi một mình, anh trai em đưa em ra bến xe. Con trai chở ra bến xe Dạ. để mẹ đi tìm ba đúng không? Dạ. Rồi chị cho phép cho em hỏi là ông xã chị họ tên là gì, năm nay nhiêu tuổi rồi? Ông xã tên Nguyễn Văn Nhàn. Nguyễn Văn Nhàn ha. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi này Ông chị? 45 tuổi. Hơn chị một tuổi. Dạ. 44 và 45 ha. Dạ. Anh chị duy nhất được một người con trai. Con Dạ. trai chị có vợ chưa? Có vợ rồi. Có con, có cháu Có chưa? cháu nội rồi. Cháu nội 7 tuổi rồi. Lấy vợ sớm, thanh niên đến nhiêu tuổi là chị? Dạ, ở đó là con em lấy vợ 18 tuổi. Lấy vợ sớm dữ vậy. Dạ. Sao mình cho con lấy vợ sớm dữ Tại chị? vì ham cháu. Ham cháu ha. Dạ. Ham cháu hối con lấy vợ ha. Dạ. Bây giờ hai vợ chồng con của chị sống hạnh phúc không? Hạnh phúc rồi, ở dưới quê á. Rồi may mắn rồi, rất tốt rồi. Nghiệp dâu nó kêu đi kiếm ba mẹ ơi. Con dâu nói vậy ha, thương chị quá trời luôn. Rồi chị cho em hỏi này, hôm nay á là chị về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để ghi hình để đăng tin tìm chồng đúng không? Dạ Dạ chồng chị đi lâu chưa? đi hồi ngày mùng 10 Tết. Ôi trời ơi, đi từ mùng 10 Tết luôn. Dạ gần tháng mấy rồi, 10 Tết đến giờ phút này sao giờ mới đi kiếm chị? tại vì em bệnh em không có đi được, Chị bị sao vậy? tại vì em buồn em khóc hoài em không có đi ra khỏi nhà được. Buồn khóc hoài nhớ chồng Dạ ha. chồng khóc hoài. Trời ơi thương quá trời thương luôn hả. Nhớ chồng quá, thôi chết rồi rồi. Rồi cho hỏi thế này, mình có gây lộn với chồng không? Có giận chồng không mà để chồng bỏ đi vậy chị? Chồng em nói mỗi lần đầu á đi lên Bình Dương á làm để kiếm tiền về để là sinh sống cuộc sống gia đình, em ở nhà em đưa. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Cháu đi học hành, hồi khi ông đi đó, ông đi với thằng con trai mà đi lên đây với mà với hai thằng cháu với một ông chú, Hôm bữa chồng chị đi với ai? Một ông đi với lại một ông chú với hai thằng cha hai thằng cháu. ông chú. Bây giờ này ông chú mới hai người cháu đâu rồi chị? Về quê hết trơn rồi còn mình anh ổng Chị có hỏi là tại sao chồng chị không về không?
ông nuôi á, ông có kiếm được rồi thấy chừng kiếm được cũng hứa hẹn hoài không thấy về. Ông Chị đã gặp chồng chị chưa? chưa có gặp, Từ mùng 10 Tết đến giờ phút này chưa gặp chưa luôn. có gặp luôn. Chị có gọi điện được cho chồng chị không? Không có điện được, ông không nhận cuộc gọi ông đi, ông có đem điện thoại để ông mượn của người ta, ông điện về với con. Chị đang sợ nhất điều gì hôm nay? Anh trai điện thoại của mất. Không, nhưng mà em đang hỏi chị nè. Chị sợ nhất điều gì? Chạy sợ là chồng chị gặp nguy hiểm hay là chồng chị đi theo gái? Em sợ là nó có một đời, nó có chồng, sợ là chồng nó đi kiếm chồng em giết. Trời ơi. Em sợ có bao nhiêu nữa đó, em ngủ ngay không được. Chồng nó đi hỏi em, chồng của nó có gặp em rồi, nói chồng mày ở đâu mày chỉ đi. Là chị đang suy nghĩ và chị đang đang chia sẻ cái câu chuyện Dạ. là có nghĩa rằng chồng chị đi theo mấy người phụ nữ đó, Dạ. mà người phụ nữ đó có vợ à, có chồng rồi đúng không? Dạ. Mà bây giờ chính cái người chồng của cái người mà bồ của, gọi là tạm bồ đi ha, Dạ. là của chồng chị đang kiếm chồng chị để làm thịt đúng không? Dạ. Đúng ạ. Dạ. Bây giờ người ta đã tìm được chồng chị chưa? Chưa có tìm được. Người ta gọi điện cho chị lâu chưa? Người ta đi lên gặp em chứ không có gọi điện gì được cho Sao người ta lại biết nhà nó. chị? Em đi lên Bình Dương này nè, em đi kiếm, người ta cũng đi kiếm như vậy đó. Một người đi kiếm vợ và một người đi kiếm chồng. Dạ. Và chị là người phụ nữ là chị là thua thiệt yếu thế. Dạ. Có nghĩa rằng hiện nay thì chị biết được thông tin là chồng chị là có bồ đúng không? Dạ, em có bắt được một chặng rồi Ồ. là ở tại Bến Lức Long An á. Chị bắt được luôn. Dạ, em bắt được, nó chở chồng em đi bằng hồ. Ừ. Người ta nhiêu tuổi rồi chị? Nó nói với chồng em á là nó trong giấy chứng minh á, nó 46, 47 tuổi gì đó, Vậy mà ở ngoài nó nói với chồng em là nó có 43 tuổi à, anh lừa chồng chị là ít tuổi hơn xíu à. ha. Nhưng mà thực sự là ngang tuổi ha. Dạ. Rồi, chồng chị có thương người ta không? Hồi bố mừng đầu ông về ông kể, ông nói là ông đi lên đây ông làm rồi á, là nó rủ chứ với ổng đi qua nhậu với chồng nó rồi á, rồi tình nữ ông nói nó mua cho ổng 2 bộ đồ rồi nó Ồ. rủ Chị bình ổng tĩnh đi, chị đi. khóc này nói chuyện không nghe được. Hết sức dạ bình tĩnh nha. dạ Ừ, khóc lớn quá nói chuyện không nghe được đâu. dạ Ừ. Có nghĩa rằng theo như chồng chị về chia sẻ với chị ấy, dạ mấy gia đình đúng không? dạ Là cái người phụ nữ nó chở chồng chị đi làm hồ. dạ Từ lúc nó làm quen và làm quen nhau đúng không? Và người phụ nữ nó mua cho chồng chị 2 bộ đồ đúng không? dạ Và rủ là đi nhậu rồi rủ đi luôn. đi Phải không? nhậu ở chỗ, nhậu ở ngang mặt đó với chồng em, mới ở ngang mặt luôn, nó cũng có chồng rồi á, ổng lên ổng ở với con. Bây giờ chị sợ nhất là cái điều là điều vô cùng đau khổ nhất là dạ biết được thông tin, sợ người chồng người ta phát hiện được là người ta giết khi chồng. hai người đúng không, khi hai dạ người đang quan hệ đang ân ái gì đó dạ là chuyện là tình huống xấu sẽ có thể xảy ra. dạ đúng nguyên gan vậy đó, em sợ hoài em ngủ ngay không được, sáng đêm em thức không à. Chị nhờ công an chưa, chị báo công an Có, chưa? em có báo công an ở dưới quê chứ á, em báo ở dưới quê ở An Giang á, Trước chồng chị đi lên Sài Gòn hay Bình Dương làm ở đâu? làm ở dòng xe Văn Phú á. À, Bình Dương ha. Dạ Ừ. Chồng chị đi trong vòng hơn tháng qua có gửi về nhà đồng nào không? không, đi hôm Tết giờ không gửi đồng bạc nào hết trơn Ừ. Vậy là chị ở nhà là đau khổ luôn, cứ chờ thông tin của á. chồng thôi. Dạ, nó đi ông đi á, ông lấy vài dây chuyền rồi á, vài dây chuyền với ông đeo cái đồng hồ, mà bây giờ đi lên á, ông đưa vài dây chuyền cho nó đeo nữa. Chồng chị đi là đem dây chuyền lớn không, dây vàng lớn không? Dây vàng 2 chỉ mấy vàng đó, gần 3 chỉ. Ừ, giờ đưa cho người phụ nữ đeo rồi. Dạ. Sao chị biết như vậy? Tại vì á, có chụp cái tấm hình nè, thằng em nó có chụp cái tấm hình đó là ổng với nó ở chung, với nó có một đứa con nó dắt theo nữa, một đứa con của Ôi nó trời ơi, thế này. là 10 tuổi tên con Đào, Ừ. là đứa con của nó với chồng nó, bây giờ chồng nó đi kiếm con. Nếu thế này mà thực sự nếu hai người đang ăn ở với nhau mà người chồng của người phụ nữ kia phát hiện được ra thì Là giết ổng, tại vì người ta có cảnh báo đi lại gặp em một lần rồi, còn một lần sau nữa là 2 lần. cảnh báo rồi. Dạ, có cảnh báo với em á, nói em không dám khai, nói là hỏi chồng mày ở mằng ở đâu mày sẽ chỉ tao đi, rồi em nói em không có biết, rồi nó hỏi với bà biết chồng mà mằng ở đâu không, tại vì chồng nó có ăn nhậu chung với chồng em rồi nó nữa, Có đều là biết nhau rồi. biết gặp mặt rồi, Trời ơi. có gặp mặt chung nữa, 2 người ăn ngang cửa với nhau á,
Mới vậy em ngầu hoài à, sáng đêm em không ngủ được. Cái này thì anh thức cho mày đợi trời sáng hoài à, đi tìm đi kiếm hoài không có gặp. Câu chuyện này nó hơi căng rồi. Dạ, nhờ á. Dạ em đau khổ vậy lắm mấy bà con cô bác ơi, gắng giúp em giùm đi. Mẹ khổ quá, em muốn xỉu luôn á. Bình tĩnh nha chị, anh em đội hiệp sĩ có thể mình giúp đỡ tìm vợ cho chị nhé, à, tìm tìm chồng cho chị bình tĩnh nha. Bình tĩnh, hãy cố gắng hết sức bình tĩnh nha. Rồi không khóc nhiều ha. Con chị sáng nay chở chị đến bến xe ở đâu, bến xe nào chị? Con chị chở chị ra bến xe, rồi em mượn cái ông là ở cái bến xe ở An Giang đó đó, bắt em đi lên trên đây. À, kính thưa cô chú anh chị và bạn, trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều các cô các chú các chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tải tất cả trang mạng xã hội để tìm người thân. Thì thực sự đây là một cái câu chuyện một chị gái này rất thương. Chị gái này thương chồng là một phần, nhưng mà đang rất lo tính mạng sức khỏe của chồng, hiện nay đang sợ bị có thể là bị người tình, người vợ, người gọi là chồng của cái người tình, đúng không ạ? Sợ hãm hại. Dạ. Rất thương. Hy vọng là tình huống xấu không xảy ra đến với gia đình chị. Dạ, em cũng muốn như vậy đó, cho ông trở về với chồng, trở về với vợ, với con, đang có cháu nội. Chị bình tĩnh nha, chị bình tĩnh nha. Dạ. Chị ở nhà hiện đang làm công việc gì nào? Bình tĩnh không khóc ha. Dạ, em làm mướn mà, em si tình, em bệnh đâu, 3 tháng rưỡi chờ em nằm không. 3 tháng rưỡi con em nó sợ em chết, nó nói mẹ ơi gắng sống với con đi mẹ, cha bỏ con rồi mẹ còn bỏ nữa. Mẹ đừng có dự dằn nữa mẹ. Vì vậy cho nên con chị nói chuyện như vậy chị phải bình tĩnh nha. Dạ, mẹ nha. Ơi cha sao bỏ con rồi. Bình tĩnh nha chị, hết sức bình tĩnh nha. Dạ. Chị khóc bây giờ cũng khó thì giải quyết được tình hình. Dạ. Nha. Mình phải cố gắng hết sức bình tĩnh, bản lĩnh nha. Dạ. Nghị lực lên, cố gắng nhé, các anh em sẽ tìm cách mình giúp được. Dạ. Mình khóc này không có trò chuyện, không có chia sẻ được với mọi người cũng có thể rất khó có thể giúp chị được nha. Dạ. Trong thời gian vừa qua thì phải nói là một số các chị em phụ nữ ở các tỉnh rất xa, đa số là khu vực ở phía miền Tây nhiều nhất. Tỉnh nào cũng có nhưng miền Tây nhiều nhất là bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác. Và nhiều người phụ nữ thì có thể là bỏ vì giận chồng, vì chồng đánh đập nhiều người, nhiều người chồng cũng có thể là hành xử với vợ một cách phải nói là như thời Trung Cổ, đánh đập vợ nhiều lần. Mới đây nhất thì cái câu chuyện này anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương mới ghi hình đăng tải một cái chia sẻ một cái câu chuyện, một em trai dắt theo hai người con mới đăng video ngày hôm qua là chia sẻ về đây có đánh vợ, nhưng thực sự là đánh vợ có mấy chục lần thôi, đánh có mấy chục lần thôi à, không có nhiều, chưa đến 100 lần, nhưng đánh lần nào ấy là đánh cái nào ra cái đó. Em gái này chụp hình gửi cho anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương là đánh phải nói là vô cùng rất thương tâm, thực sự là bầm tím bầm đen bầm dập luôn. Vì lý do như vậy cho nên là người vợ bây giờ thấy đau khổ quá, người vợ có thể là quyết định đi tìm con đường mới, tìm hạnh phúc mới, hoặc có thể là không dám quay về và có thể là không dám sống với chồng. Bởi sống những người chồng mà đánh đập vợ như vậy, thực sự những cái câu chuyện mà suốt ngày hoảng loạn, lo âu, sợ hãi, hết tình, đúng không ạ? Nhưng đây đặc biệt là cái câu chuyện của chị ấy, là lại khác. Dạ. Trước đây vợ chồng chị sống ở nhà có hạnh phúc không chị? Chị cầm ấm hình thắng không? Dạ, chị đứng... sống là có hạnh phúc mười mấy năm rồi. Cái tay của chị nó như vậy hay làm sao? Chị bẻ cái tay này ra, sao mình để bóng tay dài dữ vậy? Chị có làm công việc gì không? Để móng tay dài chịu chị? Dạ, em cũng ở nhà đưa cháu cũng mặn lặt vặt rồi đó. Em mặn công ty rồi ở nhà dạch rồi nó... Rồi cái em mới nghỉ công ty, em bệnh rồi em bị té xe rồi em bệnh rồi. Rồi con em nó cũng bị tai nạn rồi nó bệnh, nó tốn cũng cả 100 triệu rồi. Em cũng lo cho con em được mạnh khỏe rồi. Em cũng cầu trời, nó chết ở bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Rồi em như cầu trời cũng thật cho nó sống rồi bây giờ. Đấy tới chồng em nữa, đâu mà chịu nổi. Mày phụ phụ bác ơi, mới về đó nhà cửa thiêu sụp mà sụp đổ. Rồi mới sửa nhà, ta cắt chùm cho, rồi bây giờ mới nhà cũng sập rồi mới sửa được. Thì chồng á, buồn tình mà chồng á, để làm như vậy nữa cho em đau khổ. Bây giờ chị muốn chồng chị về dạ. Là chị phải bình tĩnh nha. Dạ. Để chồng sẽ về chị nhé. Dạ. Mình khóc hoài là không có làm việc là chồng có về dạ, đâu, đúng dạ, không? Dạ. Điển hình như trong vòng cả tháng qua rồi chị khóc hoài như vậy, chồng mới đến giờ phút này bạch vô âm tín luôn, không liên hệ cho gia đình luôn, dạ. Đúng không ạ? Vì vậy bây giờ chị muốn chồng quay về mà thương mình ấy, là mình phải tiếp tục một cái công việc nào đó nhé, để nuôi sống bản thân, dạ. Không phụ thuộc người khác, chị nhé. Dạ.
thì chồng mới về được ha. Dạ. Chị cầm tấm bình nó thẳng là chị cứ bẻ hoài vậy, tay tay dạ, móng tay dạ. dài vậy. Dạ. Hay là móng tay nó dài nó cong ra, chị cầm đây. Dạ. Cầm cái này mọi người mới dạ. thấy được nha. Dạ. Ừ. Chị cứ bẻ hoài không thấy. Dạ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là chồng chị xem được, chồng dạ. chị thương chị. Bây giờ anh ơi, anh cứ sống ở đâu á, anh cũng vì vợ với vì con, anh đi vì gia đình. Anh đừng có hắt hủi vợ con nữa, đau khổ lắm bây giờ. Anh giống như một người tình á, anh thấy một thời gian chồng nó còn mở mà chị anh bây giờ á, anh sẽ quay về với vợ con sẽ lo gia đình bây giờ á. Em cũng còn thương, cũng hàn gắn vợ chồng lại bây giờ á, em bỏ hết tất cả cái chuyện gì á. Bây giờ á, em không có nghĩ gì cái gì hết trơn, em nghĩ về mình anh á, là chồng con trở về gia đình. Bây giờ chị biết là chồng chị vẫn đi theo gái rồi, đi dạ. ông bồ rồi mà chị vẫn tha thứ đúng không? Dạ. Chị có chấp nhận bỏ qua cho chồng không? Bỏ qua hết. Em sẽ bắt được là chồng em với nó tại ở Bến Lức Long An á. Rồi hồi kia nó nói thôi tha cho nó sống đi, nó ở lợi, nó cho nó nuôi con, nó đừng có kêu á công an, đừng có kêu á là mà công an đừng có kêu chồng nó, bây giờ cho nó trở về chồng đi, nếu mà còn nữa là hoàn toàn nó chịu trách nhiệm với lại là con em với em. Giờ chị á, giờ tôi lỡ lầm lỗi ổng rồi, tôi lầm ổng, nó ăn ở với ổng rồi mà nó còn nói nó lầm ổng nữa. Bây giờ hiện tại nó với ổng sống ở trên đất nông á, là hiện trường luôn, là có dắt một đứa con của nó tên con Đào ở chảnh, nó điện về thằng em á, thằng em của em á, là em của em á, là mấy ngày liên tục mà nó không điện về cho vợ con, mà nó điện về nó còn hăm dọa, nói là mày với bà già mày trốn đi, về tao đốt nhà bà già mày luôn. Ồ. Nói như vậy đó, rồi nó kêu á là giang hồ nữa, nó nói mày nên nhớ kỹ đi, tao sẽ kêu á, mà một người tao kêu người ta đi xuống ở dưới xử mày. Nó nói như vậy đó mà con bớt rồi tôi sẽ rất sợ. Ai nói như vậy chị? Ông chồng em á nói để kêu người, tao kêu người ta rồi đó mày á. Là kêu để hù chị à? Dạ. Xử chị luôn? Dạ. Trời ơi, rồi thế này chị còn kiếm chi nữa? Không phải, tại vì á em còn tình thương. Tình mà. Thương nhưng người ta không có tình thương với chị. Bây giờ mình phải bám lên. Với lại đi về á, lấy giấy tờ cho con em. Bây giờ con em á bằng giấy tờ mà bây giờ em chưa có lấy được. Dạ, chưa có lấy giấy tờ cho con em, bây giờ con em sẽ mong muốn đi về lấy giấy tờ. Chị muốn lấy giấy tờ gì đây? Với lấy tờ là bằng khoáng đất nền nhà, khi em mằng là ổng kêu em đi làm đi, rồi ổng mằng kiếm tiền về lấy, bây giờ mằng rồi kêu ổng không về, kêu ổng không về. Chị, gia đình chị đi lấy được rồi. Bây giờ ổng chưa có ký giấy. Ờ. Ký giấy mới lấy được, ổng có ký không có lấy được, tại vì là chung hai vợ chồng có giấy kết hôn. Trời ơi, này là căng thẳng rồi đây. Dùng cái giấy kết hôn. Bây giờ thực sự là chị rất thương chồng. Dạ, em sợ người ta giết. Tại vì em ở với chồng mấy chục năm, dù ổng có nói gì thì cũng tình chồng nghĩa vợ. Mình tính suy nghĩ như vậy đó, dù ổng có làm gì mình cũng tha lỗi cho ổng hết. Đang trở về sống cuộc sống với gia đình. Vẫn là một người vợ vô cùng tử tế, nhưng rất đáng tiếc cả. Người chồng hiện nay thì đang chạy theo một mối tình mới rồi. Vậy là chị khẳng định là chồng chị hiện nay đang đi theo gái đúng không? Dạ, đúng như gan đó, em nói dốc quá, hoàn chị, toàn em chịu hết khổ. Chị đã từng bắt được tại trận đúng không? Bắt tại trận, nó sẽ hứa là nó sẽ bỏ chồng em không còn nữa, nếu mà còn hoàn toàn nó chịu trách nhiệm với con em. Hôm bắt tại trận ấy thì mình có uốn nhau không, uốn ghen không, có cắt tóc không, có gội đầu không? Có, em quánh nó bằng cái nón bảo hiểm. Ồ. Có quánh nó bằng cái nón bảo hiểm dạ. Là nó dắt chiếc xe luôn. Ừ. Rồi em sẽ kêu chồng em về, em lên em nói đàng hoàng với nó, em nói á. Bây giờ chị cũng có chồng, tôi cũng có chồng, mà chị cũng có hạnh phúc, cũng có gia đình, tôi cũng có hạnh phúc gia đình, mà lý do gì chị hứa với tôi là chị không dắt chồng con tôi đi, không dắt chồng tôi đi nữa. Nếu mà chị hứa với con tôi, nếu mà còn hoàn toàn chị chịu với tôi, với con tôi là trách nhiệm. Nó nói là nó lầm chồng con tôi, là có vợ mà hồi khi á, là nó lên ở ngang chợ chồng con em sẽ nói á, vợ em ở dưới quê á, giữ cháu đi lên đây là ổng đi lên với mấy chú với mấy thằng cháu á là đi làm, rồi cái thành thử ra rồi con em mới lên sau, rồi á, con em lên rồi á, mấy ba cho con đi làm, rồi người ta mới nói là ông ba mày như vậy đó, cái nó mới nói á,
là thôi cha ơi, cha sẽ lớn rồi, bây giờ cha sẽ lo để sau này cha già rồi, rồi cha mặn có tiền để hưởng thụ. Bây giờ cha để cha lớn rồi mà cha đừng có làm mẹ khổ nữa cha ơi, nó nói như vậy đó. Con em nó thương em lắm, nó có hiểu nhất một người con em là bằng năm đứa con gái chưa đổi nữa, tại vì con em con trai mà nó có hiểu với cha mẹ lắm. Giờ ngày hôm nay á, mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con nghe mẹ, nó sẽ nói gì vậy đó, cha sẽ bỏ con rồi, mẹ đừng có bỏ con nghe mẹ. Bây giờ cuối video này, dạ, em sẽ giải thích cho chị, dạ, 1-2 phút nhá, dạ, để cho chị nghe được, chị, dạ, thấu hiểu được nhá. Dạ. Vì vậy em về bình tĩnh ha. Dạ. Cái thứ nhất là chồng chị thực sự bây giờ đang say tình, dạ, trong một cơn say. Dạ. Và gia đình mình đã từng bắt được, dạ, đã từng khuyên rồi, dạ, nhưng chồng chị vẫn không quay trở về mà chứng nào tật đó, đúng không? Người ta gọi là nước đổ lá khoai ấy. Các cụ thời xưa kêu là nước đổ đầu vịt, dạ, có cái nhà nước đổ đầu vịt hoặc đổ lá khoai là nó dốc đi, nó không có ngấm. Người ta có câu ngôn từ như vậy nhá. Dạ. Điều thứ nhất, điều thứ hai đó, là chồng chị hiện nay là khẳng định và nói là không có thương chị nữa như vậy nhá, thì mình lên suy nghĩ lại, đồng ý là bây giờ dứt ra mà bỏ được một cuộc tình trong vòng sống theo chị chia sẻ là 28 năm qua là vô cùng khó khăn, không dễ dàng đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Dạ. Thế nhưng cái gì bỏ qua được mình phải chấp nhận, cái gì đây là duyên số rồi thì nhá. Vì vậy chị hãy cố gắng hết sức để bình tĩnh, nếu không có điều gì xấu nhất có thể xảy ra thì có thể là con chị là người mất nhờ, mất mẹ, cha đã bỏ, đúng không? Dạ. Chưa biết là cha có quay về không, nhưng mà có thể là sẽ mất mẹ nếu chị không giữ được bình tĩnh của mình. Còn chồng chị nếu đăng video lên thì chồng chị nếu ai, các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được đội hiệp sĩ Hải Bình Dương ghi hình mà đăng tải video mà cái anh trai lưu hình như thế này thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Hải Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858 để anh em này tìm cách để khuyên anh cha này quay trở về. Bởi vì nhìn chị gái này rất tội, khóc tối sáng giờ luôn, khóc gần như là không còn một giọt nước mắt nào, khóc trong ấy còn là rất đau khổ, nhìn rất tội. Anh em đội hiệp sĩ Hải Bình Dương là nhìn những người mà về đây mà chân tình, mà thiệt tình, mà một mực thương chồng, mà yêu chồng, mà khóc như này, để quan trọng nhất là tìm chồng. Đã từng người phụ nữ này đã từng bắt được chồng đang quan hệ hoặc là ngủ với người khác, nhưng người chồng, người vợ vẫn tha thứ. Đó là một thực sự là rất là gọi là người chị này cũng, dạ, là rất châm trước bỏ qua rồi, đúng không ạ? Nhưng, dạ, mà rất là tiếc là chồng bây giờ là không quay trở về. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội biết được video đội hiệp sĩ Hải Bình Dương đang chia sẻ này, thì biết được thông tin chồng chị ở đâu thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Hải Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Dạ, mời chị lên dạ tiếng. Dạ, dạ, mà bà con cô bác có gặp á là nói sao, ông chồng hả chú? Dạ đúng rồi, chồng chị đó. Ông chồng em là tên ông Nguyễn Văn Nhàn đó. Dạ, bà con cô bác đó, có gặp đó, ông chồng em ở chỗ nào đó, bây giờ đó, kêu nhờ hiệp sĩ Thanh Hải ráng giúp đỡ giùm cho em, đặng cho ông chồng em trở về. Đặng ông chồng em cũng có hứa với em là nói ổng sao bỏ rồi, thôi ông ơi tha thứ cho tôi đi. Tôi á, ổng kêu em á sẵn đồ đi, có đi làm á, rồi ổng kêu em đi ra là đi mằng với ổng, mà không ngờ đó là chồng em á, nó đi ra rồi á, đi uống cà phê rồi nó trốn em, nó sao ổng đi luôn. Rồi bây giờ ổng điện về ổng chửi, ổng nói với em á là tao đi mằng mà mày nói tao đi theo mèo mỡ, mày nói như vậy không à, mày nói như vậy không à, mà bây giờ đó con nhỏ mà đi theo nhân tình với ổng đó, còn nói với em á là tao dắt tao ở nó đi kiếm chồng nó hoài à, tao dắt chồng nó đi lên trên đất nông á là ở mới yên ổn như gì nè. Bà con cô bác đó, có gặp ông chồng con tên nhà hộ Nguyễn Văn Nhàn đó, rồi điện cho hiệp sĩ Thanh Hải là kêu ông chồng em về quay lại cuộc sống gia đình. Con em với cháu em á, nó cũng mong đợi, mà con này nó nói em á, là bả là một nhân tình xấu, mà nó nói em á, là con người lường gạt, nó dắt nó ở với chồng em mà nó còn nói em là con người lường gạt. Rồi chồng con em nó, chồng con của nó là đi kiếm con nó, bây giờ á, là đi kiếm con nó với chồng em. Bây giờ á, bà con cô bác có thương em động lòng á, bây giờ á, gặp ổng ở đâu đó, ổng ở hiện tại là ở trên đất nông sống với một nhân tình,
là tên con Nguyễn Thị Hồng này là có một đứa con là 10 tuổi là sống ở trển, là ở tại chỗ gần chợ Đất Nông đó. Em đi kiếm mà giờ em bệnh rồi, em buồn mà em nằm mà em bệnh mấy tháng trời. Rồi nó nói em là đi theo á, mày đi dắt chai. Ông chồng em nói là mày đi dắt chai, mày ở với mày làm cái gì? Nó nói như vậy đó, coi thằng chồng em nó khoảng chủng như vậy đó. Mấy bà con cô bác coi giùm coi, em đi về em sống với chồng em á là cực khổ, dầm sương nhảy nắng. Em ở đó là khổ từ hồi đó tới giờ, em về em không biết một ngày sung sướng mà em nghĩ gì á. Là tình chồng nghĩ vợ, em không có nghĩ gì giàu nghèo hết trơn, em nghĩ gì á. Sống về biết cái đạo đức với biết cái tình nghĩa là quý, chứ tiền bạc em không có quý, em nói thẳng. Bây giờ chồng em có thương em thì trở về, một lần này là lần cuối cùng. Còn nếu mà không có duyên nợ nữa thì về mình chia tay. Bây giờ đường ai đi, người cũng có bổn phận. Bây giờ bà con cô bác gặp ổng đâu kêu ổng gì giùm. Em đau khổ, em đi kiếm ổng mà em xỉu, em đi kiếm mà ổng xỉu. Người ta đem em về nhà, người ta hả nuôi em chừng 2 ngày, đồng lòng nói thiệt. Em đau khổ vì cái nhân tình này. Sống với chồng con em là từ hồi đó tới giờ em biết cái tánh chồng em không chửi em một ngày nào. Không có ăn hiếp em mà chồng thương vợ, mà từ ngày hôm nay đi ra có một nhân tình này nè, mà về chồng em quánh đập em rồi chửi em, chửi cha mẹ em nữa. Mà bây giờ nó còn con bồ của nó còn nói em là con người xấu. Mà con sư bác đã xem cái cộng đồng mạng này, em về em sống đối xử mặn, nuôi bên chồng, nuôi bên cha mẹ chồng tới ngày cha mẹ chồng có mắt qua đời cũng nhớ gì cái tình trạng con dâu. Nó sẽ cố hiếu lo hết gia đình, tỉnh về nhà. Bây giờ ông bà của em, con bà của ổng là sao một nhà sáu cái đám dỗ. Mà em đi mặn thơi, mặn mướn với con em mà để lo cuộc sống của ông chồng được có hạnh phúc như vậy đó. Mà ông chồng đi ra đường á, nói em á là... Đó là nghe lời cái con nói, nó dạy nó nói em là một nhân tình xấu. Mà nó giật chồng em mà nó còn cho em cái tiếng xấu nữa. Mà con cô bác nói là em là lường gạt. Mà dạ, em có lường gạt nó cái gì đâu, nó dắt chồng em đi mà nó còn xúi chồng em, chửi em nữa. Dạ thôi câu chuyện này. Dạ rồi. Cuộc, lỗi đau nào này cũng từ dạ, từ sẽ tan phai thì nhá. Dạ con sau cũng cảm mưa, ơn. Sau cơn mưa trời đã sáng. Nếu dạ, chồng chị đi theo thực sự đi theo nhân tình mà chị đã bắt sống, bắt quả tang rồi. Dạ. Mà khuyên răn rồi mà chồng chị ngựa quen đường cũ vẫn cố tình đúng không ạ? Đi theo mấy người tình của mình. Thì nếu như chồng chị không quay trở về thì mình cũng phải giữ vững lập trường, đủ bản lĩnh thì nhá, cương quyết. Và một là một, hai là hai, có thể là sẽ chấm dứt chia tay nhau từ đây. Em không dám khuyên chị điều gì hơn, em chỉ khuyên chị những cái câu mà rất ngắn ngủi như vậy. Hy vọng là chị và gia đình, và nhất là đặc biệt con chị, hãy sáng suốt chị nhé. Em sẽ còn thương chồng anh ơi, bây giờ gác giúp đỡ giùm đi. Giờ ông ơi, ông gác trở về. Dạ, em còn thương. Em biết là một người phụ tình thì thực sự rất đau khổ. Biết là chồng giữa chị và bản thân chồng chị là hiện nay theo như anh em đội hiệp sĩ Thành Dương ghi hình đến giờ phút này gần 30 phút rồi. Dạ. Thì cảm nhận được thực sự chồng chị không còn tình thương đối với chị. Nha. Nhưng chị đặc biệt là rất một mực yêu chồng. Dạ. Hai cái nó chênh lệch nhau rất nhiều. Một cái không còn và một cái còn rất nhiều. Vì vậy cho nên nếu chị níu kéo không được gì trong cái cuộc tình này. Tuổi đời không nhiều nhưng mà có thể là những ngày tháng còn lại mình hãy vui vẻ bên con, bên cháu đi chị nhá. Hết sức bình tĩnh chị ha. Dạ, ông nói ông đi lên Đất Nông mà ông mặn với ba thằng bạn. Mà giờ ngày hôm nay á, bạn bè hết. Dạ, bây giờ bạn bè không còn. Mà còn á là ở với một người tình, với một đứa con của người tình. Rồi. Mà con cháu trong nhà là không có nuôi được. Không dạ, có thăm hỏi lên. Mà bây giờ lên ở với một người tình, mà nuôi con của một người tình nữa. Dạ. Rồi á, còn hắt hủi vợ con, mà điện về mà chửi mắng vợ con như vậy đó. Bà con cô bác coi giùm chia sẻ cái cộng đồng này. Rồi. Nó nói em là một nhân tình này là vợ con, mà làm sao mà xấu được với chồng, mà bây giờ nó còn gieo cái tiếng ác. Rồi anh em đội hiệp sĩ cái dạ, Thành Dương ghi nhận cái câu chuyện dạ, của chị. Hôm nay sẽ ghi hình và đăng tải dạ, tất cả trang mạng xã hội để dạ, hy vọng là cô chú, anh chị, tất cả trang mạng xã hội, tất cả các tỉnh thành phát hiện là chồng chị đang ở đâu. Báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Dạ. Chị có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương là đăng tải tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Dạ, cho. Đồng ý không? Cho, dạ, dạ. Rồi lại cho em nói một câu nữa là nó ở với con này tên là Nguyễn Thị Hồng. Dạ, nó ở Cà Mau. Rồi, hôm nay mình chủ yếu tìm chồng. Còn là dạ, người khác thì tính sau. Dạ, để dạ, nhá. Dạ, dạ. Ừ, câu chuyện là quan trọng nhất là tìm chồng. Dạ, dạ. Bởi vì nếu như chồng chị muốn về thì không ai giữ được. Dạ. Nhưng chồng chị muốn đi thì không ai tìm được. Dạ, dạ. Thì nhá, em dạ, giải thích như vậy ha. Dạ.
Rồi cuối video này em xin phép được chúc chị cùng với gia đình và các con nha, luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong những thời gian tới sớm nhất có thể, đội hiệp sĩ Thái Bình Dương sẽ tìm được chồng chị đang ở đâu và báo tin cho chị để gia đình mình có hướng để giải quyết chị nhé. Dạ, cuối video này cho phép công cần xin thay mặt đội hiệp sĩ Thái Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe an toàn tới các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đồng hành cùng anh em đội hiệp sĩ Thái Bình Dương. Đây là một cái video nhiều nước mắt nhất. Hy vọng là trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Thái Bình Dương tiếp tục ghi hình những trường hợp giống như thế để chia sẻ lên cho cộng đồng, cho các cô chú anh chị mọi người được biết rõ câu chuyện chồng đi theo nhân tình. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Dạ quá trời.